Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Thiết kế cho em. Nhưng mà riêng chơi Lego á, mọi người cứ nghĩ là nó tầng đấy, không cần phải che đậy nè. Tại sao em thấy không? Hồ của em cái nào cũng có kiềng, gần như cái nào cũng có kiềng, hoặc là không có kiềng á thì phải có kiến che lên. To theo cảm giác của mình thôi. Theo mình cái này chắc cũng gỡ 2 mét. Trọng tâm chủ yếu chủ đạo vẫn là Lego. Lego trong đây á thì rất là nhiều mã nha. Cái hải hồ cũng hai dòng ở trong đây. Cặp á mà chết rồi còn độc nhất do vậy còn em á. Hiếu chiến không ta? Dạ hiếu chiến. Hiếu chiến à? Anh cũng thấy ít người chơi dòng này hả? Dạ. Dòng này thì thường là nó bơi theo đàn. Cá móc câu nè, móc câu sọc ngựa nè. Thường con này nó tới 4 sọc hả? Dạ. Cái kia nó coi chỉ một sọc to thôi. Cá rô Nam Mỹ. Dạ, cá rô Nam Mỹ. Dạ. Những cái dòng cá mà phi chơi con nào nhìn nó cũng hoang dã ha. Thả vô là ơi bé này như mắt nó cũng bị hư ha. Dạ đúng rồi, hư hết một con rồi một bên. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, tiếp theo là vẫn là tham quan cái phòng cá của Phi ha. Thì bây giờ Phi ơi, em giới thiệu cho mọi người ở đây là những cái hồ này là tự em lên ý tưởng rồi em coi như em build từ đầu luôn cái gì? Dạ đúng rồi. Mình lên ý tưởng, mình mua lũa đồ về hồ, chỉ có hồ mình mua ngoài thôi đúng không? Dạ. Thì hồ là nhờ mấy anh em chuyên về hồ á thì sẽ dán và thiết kế cho em. Nhưng mà riêng chơi Lego á, mọi người cứ nghĩ là nó tầng đấy. Không cần phải che đậy nè. Tại sao anh thấy không? Hồ của em cái nào cũng có kiềng, gần như cái nào cũng có kiềng, hoặc là không có kiềng á thì phải có kiến che lên. Tại vì sao? Đôi lúc là có một cái vấn đề gì đó giống như là khó ăn khó ở trong lòng gì đó, nó sẽ phóng ra ngoài. Luôn cái trường hợp phóng ra ngoài này là em đã bị chết rất là nhiều rồi. Vậy luôn, phải nói là hàng nhiều quá chứ không phải là ít nữa, cho nên là kể cái nào mà nó buồn nhất có thể. Buồn nhất hả? Là đa phần là em không có nhà. Bắt đầu là vợ em thì không rành cá, không đam mê cá luôn. Mà cái bữa hôm đó là cái con đẹp nhất trong hồ của em, gọi là mình ân ý nhất, mắc tiền nhất. Cái tiền bạc mình không nói đi ha. Nhưng mà cái công á, mình đem nó về nó khó mình dưỡng được cá mà tới cái lúc mà nó căng nhất, tươi đẹp nhất, giống như cái sở mà gọi là đôi mươi đó. Đúng rồi. Đẹp nhất. Đỉnh cao phong độ nhất mà tới một ngày đẹp trời cái tự nhiên nó phóng ra. Nghe cái bụp luôn, vợ em nghe cái bụp là tưởng là cái gì rớt trong nhà vậy thôi. Nó to đó vậy luôn, nghe cái bụp một cái. Đầu khoảng em đi làm lúc đó buổi trưa, bị vợ em không biết. Tới lúc chiều em làm về là thấy máu me nó lên rất là chứ. Mà vô thường em vô nhà là em đập vô là em phải nhìn vô cái hồ đó liền và đếm số lượng cá. Tại vì cá mình to, mình đếm được nó dễ lắm. Mà cái dòng này á là Lego thường mọi người biết là nó trốn chui trốn nó nhanh lắm. Nó nhiều khi đôi lúc có những hồ to quá cả mấy tháng mới thấy mặt con cá một lần. Còn em nuôi cá to, chủ yếu là em ngắm cá thôi. Thì em nhìn vô em đếm số lượng là thấy thiếu một con, mà con đẹp nhất của mình đó. Sau đó bắt đầu là mình đi kiếm, mà nhìn nó là xác của nó là nó rớt xuống, rồi máu me bê bết nữa, nó gọi là nó vùng vẫy anh. Trời ơi, nó xót lắm. Cầm con đổ cá luôn lên giờ, cầm con cá lên mà nó xót. Tổng thiệt hại lần đó bao nhiêu? Mấy chục triệu. Này là chuyện tâm linh nha các bạn. Ngộ lắm anh em chơi bét á, mình gặp nhiều anh em lắm rồi mà y chang, mà bản thân anh bị cũng rất là nhiều luôn. Chứ mình ở nhà là không sao nha các bạn, mặc dù ở nhà là mình không có làm gì tới nó hết trơn, mình chỉ đứng mình nhìn nó thôi á, mà là không có vấn đề gì xảy ra. Cứ hở mà mình có công việc, mình đi dù lâu lâu mình đi chơi với gia đình vài ba bữa, hoặc là mình đi công tác lại ở nhà y như rằng có chuyện. Mà mình không có mặt ở nhà mình rất là sợ thấy điện thoại của người nhà gọi nha. Đúng thường rồi. Thường báo không tin không à. anh cũng vậy, anh nuôi mấy con chim cũng trăm mấy rồi không à. Tối ngủ bình thường, sáng ra tự nhiên đang đi từ xa thấy ủa sao nó nằm ở dưới đất vậy, nó ra là rụng. Hoặc là đang ở chơi đi xa nè, nghe alo Nam ơi cái con gì cho nó đứt đuôi à. Toàn là nghe hung tin không các bạn, chuyện này tâm linh đó. Dạ. Ok em, thôi giờ em giới thiệu cho mọi người biết một cái hồ nào mà em ưng ý nhất đi, rồi ý tưởng đồ này nọ thứ. Cái hồ ưng ý nhất là vẫn là hồ to nhất ở đây. To nhất và sặc sỡ nhất, nhiều màu sắc nhất, sáng sủa đẹp đẽ nhất, nhất bộ nhất. Lũa cũng khủng bố nhất luôn. Dạ, bộ lũa cũng khủng luôn. Tại vì trước đó thì cái nhà cũ của nó, cái hồ cũ của nó thì nó không có được to như vậy. Nhưng mà khi mà về đây rồi em có diện tích hơn thì cái điều đầu tiên là em muốn là phải kiếm một cái hồ, phải làm một hồ giống như vậy. To
to thì cũng không đến nỗi to, có nghĩa là to theo cảm giác của mình thôi. Theo mình thôi, cái này chắc cũng cỡ 2 mét. Dạ 2 mét à. Sâu thì 80, cao 80. Ở trong này mình có gọi là cái cộng đồng này gồm bao gồm những cái dòng cá gì em? Cá chính, trọng tâm, chủ yếu, chủ đạo vẫn là Lê Cô. Lê Cô trong đây thì rất là nhiều mã nha. Như như anh thấy con chấm bi nè. Con chấm bi này là LDA 105. Đó, đuôi rất tia, đuôi rất là dài, rất đẹp. Đó có hai cái giống như cây lao ha, hai dạ, tia đuôi á. Còn ở dưới nhìn cũng hao hao giống vậy nhưng mà nó là L273. Còn con to á là L25. Con này là L600. L600. Dạ, L600. Giống lấy sạch ha. Cá phụ kiện á thì gồm có cá hải hồ cũng hai dòng ở trong đây. Hai mã khác nhau đó, anh thấy cấu hình cơ thể nó cũng khác nhau. Đúng rồi, nó có hai loại, con người vàng con đỏ hơn đúng không? Dạ, cái cấu hình nó khác nhau. Còn cái bạn kia em, bạn độc nhất vô nhị, tại sao có mình bạn đó? Đó là táo đỏ, nó có thuộc dạng cầu vồng, mấy cái cầu vồng á. Hồi trước thì được thôi em mua cặp không à, được cặp á mà chết rồi, còn độc nhất vô nhị còn em á. Còn em đó à. Mà thường cá phụ kiện em nuôi em cũng chọn những cái dòng cá gọi là nó hiền. Cái nhất là hiền, dễ ăn nè, dễ nuôi nè. Tại vì mình mua phụ kiện mình cũng không muốn cái chăm sóc và chú tâm cho nó nhiều, cái độ khó của nó nhiều. Em sẽ chọn những dòng cá dễ nuôi hơn. Dễ nuôi, dễ chăm sóc hơn. Và mình tập trung chủ đạo là vẫn là cái con cá mà mình thích. Chính là con Lê Cô đúng không? Nhưng mà cái dòng phụ kiện với lại cái dòng chính á, nó gọi là nó có cái gì lưu ý, gọi là lưu ý kết hợp không? Dạ có chứ. Anh em mình đã chơi cá rồi mà đã nói là chơi có kinh nghiệm, có thâm niên thì đương nhiên mình phải tìm hiểu con cá nó phù hợp với nhau hay không. Có những dòng là có những cái mực nước lưu lượng, lưu độ, mật độ sông nó khác nhau. Thì cái pH là tập tính nó cũng khác nhau. Là giống như con cá Nam Mỹ nuôi chung với con cá châu Á hay là con cá Đông Nam Á gì đó nó lại không phù hợp. Đúng rồi. Với lại đúng, đôi lúc là nhiều bạn có thể mix vô với nhau được, nuôi tốt luôn, nhưng mà theo cái gọi là cái gu chơi của em á, thì em lại thích những cái dòng cá gọi là cùng dòng sông với nhau, cùng lưu lực sông và cùng cái môi trường sống. Tại tại mình muốn á, là nó cái nhất là dễ chăm nè, phù hợp nè, cái thứ hai nữa là nó gần giống như ngoài thiên nhiên của nó vậy đó. Cái cá ở tầng đáy là gồm có những dòng gì, cá tầng trung là những dòng gì, và cá tầng mặt cao á, là những dòng gì, và cùng chung một cái lưu vực sông của nó thì nó sẽ đẹp hơn. Đúng chứ. Bên đây của bên châu Phi qua bên kia của châu Mỹ rồi của châu Á lộn xộn 2-3 loại cá chung nhau, nhìn nó hồ nó không có chắc. Đúng rồi, nó rối ha, rối lắm, mà mình không có thích cái kiểu đó nữa. Chưa có nói là cái vấn đề là con thì pH thấp, con thì pH trung tính, con thì pH cao vô lộn xộn. Đúng rồi, cái đó anh nghĩ cái đó là quan trọng, cái môi trường sống nó quan trọng. Dạ, môi trường sống đó. Còn nhiều bạn cứ thấy cá đẹp cứ nói là muốn con này đỉnh nhất của cái dòng đó là tôi phải mua, giống như cá lóc hoàng đế là tôi mua cá lóc hoàng đế nè, rồi mua cá nóc hoàng đế tôi thả vô nè, rồi một số dòng khác nữa là cá Latinum, cá sấu mẫu vịt gì đó là tùm lum á, thả vô trong đó thì nó hồ của mình nó giống như hồ tập cẩm gì quá, nó cũng không chiên. Hai bạn này nó đang đánh nhau rồi, đang đánh nhau rồi, đẹp quá kìa. Đó, cả cái dòng Leco này nó cũng gọi là hiếu chiến không ta? Dạ hiếu chiến. Hiếu chiến à? Mà thường thường nó đánh với nó hay là đánh cá khác luôn? Thường là nó sẽ ưu tiên đánh những dòng cùng mã nè. Những dòng có gọi là có hình thể giống nó, gần nó nhất là nó sẽ đánh trước. Cái thứ hai nữa là cá lớn hiếp cá bé. Anh thấy trong hồ á có những con lâu lâu rồi đó, nó đột nó trẻ trâu với nhau á, chơi trẻ trâu giỡn á, cho những con mà đỉnh á là những con mà viết trong hồ giống như là con chủ của hồ á, alpha, thì không bao giờ mấy con kia không bao giờ dám đụng tới. Nó như ăn lúc nào cũng phải ăn trước. Nó ra nó dành ăn trước, là mấy con kia là chỉ có ăn ké ăn thêm thôi, còn khi mà nó bật rồi á là nó bẫy đi hết. Cái này là boss đúng không? Dạ boss. Boss là không có lằn xằn, không có lôi nhoi, nằm yên chỗ thôi. Như hai bạn này á, hai bạn lớn này là có được một cặp không ta? Hay là dạ, không được, hai được. Hai được hả? Tiếc là hai được. Cái dòng Leco này thì mình phân biệt giới tính dễ không em? Đa phần là khó. Khó.
đa phần là khó. Có những dòng thì phân biệt rất là dễ, có con giống như đàn ông mình vậy đó, có râu là đực, còn không có râu là cái. Có những cái dòng mà nó thể hiện ra cái kiểu hình bên ngoài. Kiểu hình bên ngoài là rất là dễ, còn có những dòng như gần như là nó giống nhau hết. Thì bắt buộc phải coi tới bộ phận sinh dục. Mà có nghĩa là bộ phận sinh dục thì cái xác suất mình tiên đoán á, nó không có chuẩn lắm. Nó có chuẩn. Còn nếu mà chạy thì em không nói, có nghĩa là người ta cầm nhiều, người ta có sở hữu được nhiều cặp như vậy thì khi mà cấu hình của nó, cấu hình cơ thể bộ phận sinh dục á, thì người ta nhìn vô người ta biết liền. Còn đây mình chơi lâu rồi, số lượng mình ít á, thì đôi lúc cái kiến thức mình sẽ có hạn chế. Cái gọi là cái cơ hội tiếp xúc tương tác của mình ít hơn người ta, đâm ra là mình sẽ vẫn có sai lâu lâu đó, vẫn có sai số, vẫn có sai. Còn cái dòng cá này là cá gì em? Dạ, cá móc câu. Móc câu, móc câu này là móc câu, móc câu xanh. Móc câu xanh. Dạ. Anh cũng thấy ít người chơi dòng này hả? Dạ. Dòng này thì thường là nó bơi theo đàn. Anh thấy nó bơi theo đàn mà nó bự, nó bơi nhanh, dạ, lanh. Bơi rất nhanh, nó giống như gọi là phản chiếu vậy đó. Ở dưới thì chậm, điềm tĩnh, bất động luôn, gần như là coi bất động. Còn ở trên là nó bơi nhéo nhào vậy đó. Thì ra là em kết hợp cái hồ này là em có ý tưởng hết. Dạ. Tầng đáy là nó sẽ gọi là sống chậm hơn. Dạ. Ở dưới thì nó năng động, ở trên thì nó năng động hơn. Cái dòng móc câu này chơi hay không ta? Nó có cái gì hay, nó có cái gì hấp dẫn à? Móc câu thì khi mà nói chung là nếu mà để mà nó hay á thì bơi theo đàn nè. Bơi theo đàn. Rồi cái màu sắc của nó nè, nó cũng hay. Nó là cũng nhìn nó anh thấy nó có vẻ hoang dã. Đúng rồi, hoang dã. Nhờ cái sọc á. Dạ, nhờ cái sọc á, hoang dã. Có những con nuôi già nuôi lâu á, nó sẽ có những cái tia gai của cái kỳ. Cái kỳ vây trên đó. Rất là đẹp. Anh thấy đây là hai cái hồ mà to nhất ở đây đúng không? Cái này chắc cỡ 2 mét, còn cái này chắc cũng cỡ 1m8 mà. Dạ, 1m8. 1m8 á, hai hồ to. Bên này cũng có những cái hồ nhỏ hơn nhưng mà cũng ấn tượng không là kém luôn nè. Dạ. Đây. Đây thì kết hợp nhiều dòng cá khác nhau. Dạ. Ồ, có bé, cái bé kia nó nằm ngửa luôn người ta. Dạ đúng rồi, cái tập tính mà vui nhất của nó là khi mà nó cảm thấy được cảm giác an toàn ở một cái vị trí trong một cái hồ nha. Chứ nó không có thể tràn lan, chỉ có con bót mới nằm tràn lan ở trong hồ. Nó muốn nằm ở đâu, muốn làm gì làm, không ai nói gì đó. Nhưng mà đôi lúc những con mà thứ nó sẽ phân thứ hạng. Khi mà cá mới vô hồ hoặc là cá nào vô thì bắt đầu là nó sẽ đánh nhau. Đánh nhau phân thứ hạng, nếu mà đã có thứ hạng rồi á thì bắt đầu con nào ở chỗ đó. Còn bót thì lâu lâu nó khịa con này con kia, nó tới nó đuổi đi, mày đi chỗ khác đi, chỗ này tao thích nè, hôm nay tao thích ngủ đây nè, tao thích nằm đây nè. Nó là vậy á. Tự như là nó sau khi mà nó trong cái cộng đồng này rồi, nó đánh nhau hết, nó phân cấp nhau hết rồi là ở đầu đâu đó là vô trật tự của nó hết. Dạ, đúng không? Đúng rồi, đâu đó vô tự. Còn mình mà cứ mua cá mới hoài hoặc là mình thay đổi đó, mình có 2-3 cái hồ mình cứ đảo đó. Hôm nay thì cá cho nó nằm hồ này anh kia, cá nằm hồ kia, thì cái hồ nó bắt ổn định rồi, bắt đầu là nó có đánh nhau hoài. Mỗi lần đánh nhau là có thương tích, là đôi lúc mà nặng á là nó có thương vong luôn á. Đẹp ha, ma anh thấy vô camera quay sát cận cảnh đẹp quá. Bây giờ mình ví dụ như em có thể đọc tên những cái dòng cá trong một cái hồ này liệt kê ra. Dạ, này dưới này là bị đánh nhau, bị ghẻ là đúng không? Đúng rồi, đánh nhau là đang bị thương đó, đang trong quá trình mà gọi là lành lại đó. Cũng phân chia lãnh thổ đó. Như con mà đang bị thương này ha, sẵn mình giới thiệu luôn, con đang bị thương này là con là 185. Là 185. Dạ, nó là cũng thuộc dòng gai nha. Trong hồ này em nuôi là dòng gai hết. Dòng gai nhưng hết. Mà nó sẽ có kiểu hình khác nhau. Và cái mã định danh nó khác nhau. Là 185, con này là 600, là 600 nè. Là 600 là giống nhau nè. Không, gần giống nhau, nhìn cấu hình giống nhau nè. Con này là 185 thì cũng giống con kia luôn. Con ở trong là 97. Là 97. Nè. Sao thấy giống quá ha. Dạ đúng rồi, giống một con á thì anh thấy nó sẽ có màu đen mà nó có sọc đường vân. Còn một con á là sẽ chấm bi. Con là 97 nó sẽ là chấm bi. Rồi chấm bi, chấm bi đúng rồi. Rồi là 96 nè. Là 96 là khác nhau cái màu. Và cái vân nó hơi tem lem tí. Đó, con đây có hai con là 96. Đó. Còn vàng cá phụ kiện. Hàng cá phụ kiện. Cá phụ kiện là gồm có cá móc câu nè, móc câu sọc ngựa nè. Ồ, câu này nó tới 4 sọc ha. Dạ. Cái bên kia nó có chỉ một sọc to thôi. Dạ, 4 sọc. Rồi móc câu này móc câu đỏ thường nè.
Còn này là cá cá Nam Mỹ nè. Cá Nam Mỹ, cá rô Nam Mỹ. À cá rô Nam Mỹ. Dạ. Đẹp quá. Còn con này là sặc báo nè. Sặc báo ơi, cái Việt Nam mình hả? À, cá này cũng nước ngoài đó nhưng mà tên tên Việt Nam. À. Có cái bé cái đuôi đuôi sọc sọc cũng đẹp quá nè, đập đập đỏ đỏ nè. Những cái dòng cá mà Phi chơi con nào nhìn nó cũng hoang dã ha. Nó không phải kiểu mũm mĩm giống như là cá vàng ha. Cá vàng đồ này nó là style khác, còn style này style hoang dã. Quá đẹp. Anh này anh nằm anh gác cái miệng như khúc lỗ. Ê, con đen nè, gác cái miệng lên rồi nằm yên. Nhìn nó thấy camera sao nó né né né. Nó đang mút á, nó đang ăn mấy cái rong rêu trên cái lũ á. Thôi nếu mà đặc tính của mấy em này á là thích á, là tại cái hồ này em có chơi cái ao ao nằm dưới đáy á, sát đáy á. À. Thích có cái luồng nước chảy lên. À, chảy. Đây phải không? Đẩy cái luồng nước nha. Nó đẩy ra thì nó thích nó bơi á, là nó bám lại một chỗ và nó để cho nước xối. À. Cái dính lại cho nước cho giống như thác đổ. Đúng đổ là, cho người tắm suối vậy đó. À. Mình cứ đứng lên dội trên đầu rồi xuống vậy đó. Cũng biết hưởng thụ quá. Nè đó, đó con này đó, cái thích vậy đó. Nó bơi bơi bơi. À. Nó dùng cái miệng đó nó bám lại xong rồi nước rồi nó cứ đẩy mấy cái vây đồ. Đặc tính của con này nó cũng vui đó. Anh thấy cái cách setup những cái dòng Leco này thì cũng khá là đơn giản ha. Dạ. Hầu như là không có chất nền. Dạ. Và em cũng setup cái lũa đơn giản thôi. Tại vì anh biết là nền thì đương nhiên nó sẽ đẹp. Ừ. Nhưng mà nó có nhược điểm của nó là nó sẽ động phân nhiều. Ừ. Nó tích tụ độc tố, tích tụ phân rất là nhiều. Mà anh biết rồi, cá này á thì nó lại là ị nhiều. Ừ. Phân nó rất là nhiều. Ừ. Ăn rất là dơ, ị rất là nhiều. Mà mình vệ sinh không được, không sạch thì nó lại nhiễm khuẩn và ảnh hưởng tới cá. Cho nên là tốt nhất là mình xác định là chơi cá hay chơi cảnh. Ừ. Chơi cảnh thì mình chuyên về chơi cảnh, giống như em có một cái hồ phía trước á, chuyên về chơi cảnh. Ừ. Thì không có đặt nặng cái vấn đề về con cá nhiều. Mình tập trung vào cái gọi là bố cục cảnh cho nó đẹp, mình thích cái cảnh đó vậy đó. Ừ. Cảm giác vậy. Nhưng mà ngược lại là cá mình phải nuôi ít hơn. Ừ. Hạn chế hơn. Còn mà những cái hồ giống như anh thấy đa phần những hồ ở đây của em á là em chơi cá. Ừ. Cho nên là những cái bố cục nó rất là đơn giản, làm sao cho con cá nó nổi bật nhất, nổi bật nhất. Ừ. Và dễ dàng nhất. Gọi là vệ sinh chăm sóc nhất. Dạ. Em cái mật độ cá trong một cái hồ như vậy nó cái này anh không biết anh hỏi thiệt, có nghĩa là nó có quá dày không ta? Dạ, như vậy là dày đó. Hơi dày, dạ. Anh có cảm nhận là hơi dày. Hơi dày cá rồi đó. Có nghĩa là như một cái hồ như vậy á thì cá to như Leco á thì tầm khoảng từ 2 tới 3 con thôi. Ừ. Như em đây là 8-7 con. Rồi cá phụ kiện thì tầm khoảng 3 con, 4 con đổ lại thôi là đẹp. Còn đây giống như là mình nuôi cũng gọi là không có đủ hồ chứa, giống như anh thấy không? Hồ rất là nhiều nhưng mà cái ham cá của mình nó vẫn có. Giống như mình cũng giống như newbie vậy đó. Mình cứ muốn là nuôi nhiều càng nhiều, sở hữu càng nhiều càng tốt. Nhưng mà cái điều kiện hồ của mình không có thì bắt buộc mình phải nuôi đông. Mà nuôi đông thì đương nhiên những cái hồ như vậy là mình phải chú ý thường xuyên. Kỹ hơn là dễ có chấp vò, dễ có sự cố đâu này nọ. Về nhà của Phi thì làm về trang trí nội thất các bạn, cho nên là cái khu vực ngắm cá rồi này nọ thì rất là nhiều ghế luôn, full ghế luôn, full ghế cho anh em ngồi coi. Giỏi. Đây cũng là một cái hồ nuôi Leco, nó này dòng cho cá nhỏ. Đây dưới đây cũng còn mấy bạn cá gì nhiều nữa nè. À, alo bạn ơi, xin lỗi nha, nãy giờ mình bận chạy ngoài đường.
cái hồ này cá gì em? Dạ cá móc câu đó anh. Đó, câu luôn. Cũng móc câu cũng đa dạng quá ha. Dạ cũng đa dạng dòng á. À, như con móc câu hồi nãy anh thấy bên kia á là móc câu này là móc câu xanh nè. Em nói nè, nó có một sọc nè, còn móc câu này móc câu hoàng đế nè. Móc câu hoàng đế. Con, mấy con đen mà cái đuôi chóp của nó có tia đỏ nó. Mà sao nó được gọi tên là hoàng đế ta? Nó có giá trị ha. Dạ, là... nó có giá trị hơn những con còn lại. Và con này thực tế là nó là thuộc dòng lai tạo giữa hai con. Dạ, giữa hai con dòng con. Cái này gọi là design mập đó, cái là trong tự nhiên không có đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này là do con người mình kết hợp với nhau. Dạ đúng rồi. Một con móc câu xanh với lại con móc câu đỏ nó lai tạo rồi. Ồ, hay ha. Đúng rồi. Mình cứ nghĩ là trong ví dụ như mình bên bò sát, mình nghĩ bên bò sát mình mới có mấy cái đó thôi. Ai ngờ bên cá, bên đồ tất cả đều có hết ha. Cái cục này cục gì em? À cái đó cái hang á anh. À cái hang. Cái hang dành cho Lego thôi. À cái hang Lego. Dạ, dạ. Nãy giờ anh tưởng cái khúc cục đá hay gì. Dạ. Em cũng có vẻ mê cái dòng móc câu ha. Dạ đúng rồi. Thì trong quá trình em nuôi móc câu thì em thấy nó... nó thu hút em bởi gì ta? Là bơi theo đàn ha. Dạ, thường thường bơi theo đàn là những con cá nhỏ không à? Dạ đúng rồi, cá nhỏ. Nhưng mà em thì mình chơi cá lớn nhiều quá thì mình lại thích cái bầy đàn cá lớn. Và cái nhất cái tập cái lúc mà nó săn mồi á, nó cũng háo lắm, nó hiếu chiến lắm. Hiếu chiến lắm à? Dạ đúng rồi. Tụi này là ăn mặn. Dạ đúng rồi. Tôm đồ này nọ thứ tép rồi. Dạ, tôm tép. Thả vô là ơi bé này như mắt nó cũng bị hư ha. Dạ đúng rồi, hư hết một con một bên. Cái hư này là do chấn thương bên ngoài hay là bị gì thôi? Cái này là cái người chủ trước á, người ta nuôi á là nó bị hỏng mắt trước rồi. Cho nên khi em mua về thì cố gắng giữ nó chơi thôi. Đẹp chứ, ấn tượng. Cỡ đó là massage cho em. À, cũng gần massage rồi á. Gần massage rồi. Nó sẽ to hơn tí nữa là massage á. Hay ha, cái dòng hoàng đế này người ta lai tạo ra mà cũng đẹp quá nè. Bên này là dòng cá nhỏ ha. Dạ có những dòng cá nhỏ hơn. Lego nhỏ. Đó nuôi Lego là phải sắm cái đèn pin nó giống vậy đó. Ôi. Thế mình phải hay đi soi soi vậy đó. À đi soi soi tại dạ. Vì nó hay trốn trong hang đúng không? Ôi ôi giỏi quá con gái, giỏi quá. Biết luôn đi soi coi vậy ha. Trước bà đó. Ở trước bà đúng. Đây giống như dòng em nói nè, những dòng như là dòng nhỏ nè. À. Đó nó kiểu có hình giống như con hồi nãy L46 đó. À. Thì con này là L66. L66. Đó nó kiểu hình nó khác nhau một chút. Nó hang là để cho nó dụ mái vô nó đẻ đó. À cái dòng Lego này là sống tầng đáy, đâm ra là một trong những cái yếu tố để set up hồ là phải có hang. Có hơi phải có bố trí hang cho nó đỡ dạ, stress hơn. Dạ đúng rồi. À. Nếu tốt nhất là có hang với lũa để cho nó đỡ stress, còn hoặc là sinh sản. À. Còn mình muốn mà nuôi đẹp đó, thì đương nhiên là phải bố cục là hang lũa này nọ kia thì nó tự tìm nó những góc nào đó nó sẽ trốn. Ok. Hay quá, hôm nay gặp Phi học thêm được nhiều điều. Hồ bên này cũng to đẹp nữa nè. Ở trong đây có cái hồ này có em xài rất nền là cát ha. Dạ. Cái này cát, là mình xài nền cát Ara. Ara. Vỏ sò. Vỏ sò là thức ăn thừa của con nóc á anh. À cá nóc á hả? Nóc đây đang nằm kia kìa. Nằm trên khúc lũ rồi. Đó cái trong góc. Nóc này hơi nhỏ. Trước có con nóc to hơn nữa. Ủa nóc này nóc nước ngọt hả? Ngọt hả? Dạ. À. Em đang lòi ra kìa. Còn mấy bạn sọc này là sọc gì? Mấy bạn đó sọc là cá Ali. Ali. Cá là cá bò. Cá bò. Dạ. Đẹp. Khúc lũa đẹp quá. Nhìn nó tự nhiên ha. Nhìn như dưới lòng sông. Còn cái bạn cam cam kia em. Hơi đỏ đỏ đó. Là cá hải hồ đó anh. À hải hồ. Dạ. Hải hồ giống như cái hồ hồi nãy em cũng có giới thiệu sơ qua. Hải hồ đó, hải hồ đầu đỏ. Mấy bạn đẹp quá nè. Sáng. Trong đây cũng có mấy con Lego đó. Trong đây có mấy con Lego đó. À, đây, nếu đây, nó giống như ngoài tự nhiên nó vậy là à, vậy đó. À. Nó cứ trốn nó chui rút rồi thôi, khi nào mình cho ăn á thì nó mới xuất hiện.
Mê. Ok các bạn ơi, quá mê rồi. Rồi ok các bạn, vừa rồi là giới thiệu với các bạn những cái bộ hồ rất là đẹp do Phi sưu tầm về chơi ha. Thì mặc dù là Phi là không có kinh doanh về cái lĩnh vực này, nhưng mà anh em nào mà mê về cái dòng cá Pleco cũng như là cá móc câu, hoặc là bất kỳ cái dòng cá nào mà Phi biết á, thì các bạn nếu chung là chung cái đam mê về cá thì chúng ta có thể kết nối với nhau để mà tìm hiểu. Phi sẵn sàng chia sẻ về những cái điều đó ha. Rồi ok, chúc em có thêm nhiều thành công mới với cái đam mê của mình. Dạ, ha, và rồi. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và xem clip vui vẻ ha. Đón chờ thêm clip mới của mình. Bye bye. Dạ, em ơi.